Sư Phương xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Sư Phương xin mời quý vị cùng Sư Phương gặp trở lại với nha sĩ Bùi Xuân Định trong chương trình Nha Khoa. Kính chào anh Định. Dạ, chào chị Xuân Phương. Mời anh gửi lời chào đến quý khán thính giả. Dạ, kính chào quý khán giả. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về vấn đề mà làm implant, những phương pháp làm về cấp tốc hoặc là về căn bản. Thì khi nào thì cần cấp tốc, khi nào thì căn bản anh? Cái cấp tốc là khi nào người ta đặt implant và người ta làm chụp răng cùng một lúc, cùng một lần hẹn thôi, người ta có thể nhổ răng rồi đặt implant liền, hoặc là nhổ răng đợi một lúc rồi đặt implant. Nhưng quan trọng là đặt xong rồi á, người ta đặt trụ sứ, người ta kiểm soát lực vặn, người ta xác nhận cái lực vặn nó trên 25 newton-meter, rồi người ta làm luôn cái răng, chụp răng ra ngoài. Tức là coi như ta vào và người ta ra là cái implant cũng xong luôn. Sau đó người ta chỉ tái khám và theo dõi trong vòng từ 4-6 tháng là coi như người ta xong luôn rồi. Còn cái loại căn bản là cái loại, cái cơ bản là cái loại mà đầu tiên là người ta họ đặt cái implant, người ta đợi từ 4-6 tháng để cái implant nó nối liền xương, và sau đó rồi họ mới xác nhận cái lực vặn trên 25 newton-centimeter, rồi xong rồi họ đặt cái trụ sứ và họ làm luôn cái chụp răng. Vì vậy nó gọi là cơ bản, là vì nó là cái đầu tiên luôn mà lúc nào mình cũng là làm là thế nào cũng thành công. Nhưng mà thường thường thì trong trường hợp nào thì anh sẽ gọi là làm cấp tốc, và trong trường hợp nào thì cần phải làm cơ bản? Cấp tốc là khi nào một người bệnh nhân họ vào nói rằng tôi không thể nào đeo một cái răng giả, tôi không muốn một răng tạm, tôi muốn là cái nú tôi không có bị teo, tôi muốn nên nó cấp tốc. Thật sự nó làm nó khó hơn là vì cái người bệnh nhân phải cần sự kiểm soát chặt chẽ. Người bệnh nhân cái người bệnh nhân nó phải có đủ độ cao của nú và xương để nó giữ cái anchor cho cái implant của mình. Và nhưng mà cái khuyết điểm đó là mình phải giữ gìn lực nhai trong vòng từ 4 tháng, từ lúc làm cho tới 4 tháng sau. Cái người đó không thể nào cắn cái gì cái răng đó hết trơn, họ cắn là họ hư liền. Và họ cái răng mình làm vậy cũng phải tránh không được đụng mạnh với răng đối diện. Thành ra nếu những cái răng mà chống hàm lên á thì không khuyên là không bao giờ làm cấp tốc cả. Mình không có kiểm điểm được cái lực vặn, thì lúc mình vặn á mình lúc nào mình cũng sợ là cái xương phải cứng đủ thì cái lực vặn mới chịu nổi để mà cái implant có cái anchor để mà ở trong đó nó không bị xê dịch. Và cuối cùng là cái chụp răng có thể di dịch theo implant, tại vì cái thí dụ một cái xương người đó mà bị mềm hoặc là người đó bị sưng hay bị nhiễm trùng á, thì cái implant có thể nghiêng qua một chút xíu hoặc là di dịch theo. Vì vậy mà cái răng của chúng ta làm sau này, nếu mà chúng ta có thành công đó, chúng ta vẫn phải làm lại cái chụp răng mới cho đẹp. Như vậy thì khi một bệnh nhân tới thì anh có thể ngay liền trong cái lần khám đầu tiên có thể khuyên là không nên làm cấp tốc không, hay là có nhiều khi cái quan trọng nhất là thường thường khi mà người ta đến ta làm implant, người ta mất răng đối định, cái quan trọng nhất là tại sao nó mất răng. Thí dụ người ta mất răng vì cái khớp xương họ sai, họ mất răng vì họ cắn không có đồng đều, họ mất răng vì có những cái trường hợp mà làm nhóm định hay thường nói trên đài, thì chúng ta phải trước tiên chúng ta làm thay thế những răng chúng ta mất á, ta giữ lại răng chúng ta chưa mất và chữa lành chúng ta đang mất. Thì trong cái vấn đề mà chưa mất với chữa răng với lại chữa lành những răng đang mất đó, thì nhiều cái răng nó sai khớp này nọ, thì vậy chúng ta đâu có còn vội vàng để làm chi. Đặt một cái implant theo cả căn bản, ngồi sửa khớp nhai, ngồi niềng răng cho nó đều cho đặn, kéo cái răng cho đúng kích thước, thì cuối cùng rồi ghép xương, chữa viêm nha chu, niềng răng. Thì nhờ vậy mà sau đó rồi thì vừa mới xong hết đó, thì cũng là 6 tháng rồi. Lúc là mình nối răng ra ngoài, đâm ra mình vừa đúng 6 tháng tới 8 tháng là mình xong hết luôn. Thì nghĩ cái đó rất là quan trọng. Tại vì thật sự cái quan trọng nữa là khi mà cái số tiền mà người ta đi làm mà chia đều ra 6 tháng á, thì nó nhẹ hơn là mình phải trả cùng một lúc ngay một lần. Có nghĩa là khi mà mình trồng răng cấp tốc hay cơ bản thì cái mức giá tiền cũng vậy hả anh? Cái căn bản nó giống y chang như vậy. Thật sự cái căn bản nó khó hư hơn là cái cấp tốc. Tại vì cái người nào cũng vậy, khi mình trồng răng rồi mà họ thấy ôi thấy này cứng lắm, tốt lắm, thế nào họ cũng thử chứ. Họ phải có một cái sự gọi là cái kiểm soát rất là chặt chẽ giữa người làm người nha sĩ và người bệnh nhân. Có nghĩa là anh dù cho anh thấy nó tốt, dù cho anh nó cảm hứng, anh đừng bao giờ anh nhai cái răng đó. Phải đợi từ 4-6 tháng chứ đừng có nhai trước đó. Tại vì có thể một lúc nào đó trong vòng một tháng họ nói ôi cái này tốt lắm rồi, là họ để mà nhai rồi rốt cái nó hư, nó bắt đầu làm lại. Vì vậy nó rất là khó trong vấn đề làm cấp tốc. Thì sau này định sẽ đưa vô những cái case rồi nghĩ là làm cấp tốc được, nhưng mà thường thường là cố gắng định làm cái kiểu căn bản. Trừ khi cái người đó là họ có thể là người ca sĩ hoặc là người mà không thể nào đeo cái răng tạm được, một cái người mà người ta không người ta muốn người ta có kỷ luật. Mình nhìn thấy họ giữ xương rất là sạch, họ giữ răng rất là sạch, họ theo dõi rất là nhiều, thì mình có thể làm được. Nhưng mà đại khái cái căn bản, cái xác suất thành công rất là cao. Cái lực nhai nó rất là mạnh,
cái implant chụp răng không di dịch và kiểm soát lực vặn. Có nghĩa là khi mình định làm xong bằng cái phương pháp căn bản á, cái lực nhai, cái lực chống hàm nó rất là mạnh, đừng có thể làm cái lực nó mạnh hơn tất cả những răng xung quanh, để cho cái implant của mình là cái mà giữ gìn cho nguyên cái hàm răng của mình, bảo vệ cho hàm răng của mình. Còn lại như vậy thì không biết là có những trường hợp nào mà anh có thể giải thích thêm chi tiết hơn, những trường hợp nào mà chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp cấp tốc không? Được, thì bây giờ trở vào màn hình để định muốn đưa thêm những cái trường hợp mình làm. Thì đầu tiên cái người bệnh nhân này nè, cô vào đó thì cái răng của cổ á, cô bị mục, cô bị là extra resorption ở ngay cái gốc của răng, cái răng số 9, cái răng cửa phía trước. Thì nhìn vào màn hình á, chúng ta thấy rằng cái răng cửa này á, là nó bị ăn ở cái chân răng. Sau khi mình nhổ ra ngoài, mình thấy là nó ngay cái chỗ này nó bị loét nè, nó bị thoái hóa, gọi là external resorption. Thì cái khe này á, cái đầu tiên cái vấn đề mà làm là chữa răng mà nhổ răng mà làm là implant cấp tốc á, là khi mình nhổ răng mình phải nhổ thật khéo, xương đừng có bể, phải giữ tròn hết chung quanh xương, mình chỉ mang cái răng nó ra ngoài thôi. Vì vậy nhờ vậy nó rất là gọn, cái núi không bị dập, cái xương không bị bể, và nhờ vậy khi nó lành á, nó rất là lành, rất là đẹp. Tại vì nếu mà cái núi này bị rách á, hoặc cái xương bị bể á, thì bảo đảm cái lành sẽ rất là xấu. Thì sau đó rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta nong cái xương ra, tại vì cái lỗ thì thường nó đâu có đúng kích thước của implant đâu, mình đặt nhưng mà nong ra đúng đều như vậy. Thì những nhìn thấy ở đây sau khi nong là thấy nó nhô như vậy nè. Thì mình cầm nguyên cái implant mình nhấn nó vô, bỏ xương ngắm rồi nhét vô trong sau, rồi sau đó định dùng chỗ này để kiểm soát cái lực vặn, là mình để vào mình vặn, thì mình phải xác nhận cái lực vặn nó ít nhất là phải từ 25 newton trở lên. Thì sau đó rồi thì mình có thể mình ngay trong cùng lần hẹn đó mình làm luôn răng chụp lên cho người ta. Nhưng mà thường thường vậy là cũng phải có một lần nào trước để anh lấy cái dấu ấn của cái răng để không, làm cái răng cần. Giả trước không? Định vì định có cái lab ngay bên trong văn phòng định. Định làm luôn cái răng từ lúc đầu, từ lúc vô mình mổ thì mất cái chừng nửa tiếng. Xong mình xác nhận cái lực vặn, xong mình mài, xong mình chuẩn bị làm chụp răng, mình lấy mẫu liền. Mình quay qua đưa cho cái người làm lab của mình, rồi xong mình quay trở lại bắt đầu mình khâu, mình chuẩn bị là trong vòng cỡ tiếng sau mình có răng chụp vào rồi. Nghĩa là nguyên một cái buổi mà trồng lại cái răng mà cấp tốc thì thường thường khoảng mất thời gian bao nhiêu? Mất cái chừng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng. Thì đó thì nhưng mà cái quan trọng định nói người bệnh nhân là tất cả những cái gì mình làm á, thật sự cái nhìn vào màn hình chúng ta sẽ thấy rằng sợ chúng ta làm cấp tốc là vì chúng ta muốn giữ cái độ cao cái núi. Tại vì cái núi chúng ta thấy rằng nó có cái bờ của cái răng đây, nhờ vậy khi nó lành á, nó ôm ra cái bờ, nó giữ cái độ cao nó vậy. Nó không có dê dịch si dịch gì cả. Thành ra nó rất là đẹp. Nhất là chị thấy cái mũi nhọn này nè, nó gọi là cái papilla, cái interdental papilla, nó nhọn này nè. Khi mình làm cấp tốc á, trong vòng mấy ngày sau chị thấy cái mũi nhọn nó lên nó ôm sát nó luôn. Có nghĩa là mình không bao giờ bị cái black hole, mình không có bao giờ bị mà cái núi nó bị hạ xuống để sau này có cái lỗ màu đen ngay giữa mấy cái răng. Bởi vậy cái làm răng cấp tốc á, nó có cái ưu điểm là nó sẽ giúp chúng ta làm một chuyện nó rất là dễ dàng. Thì nhìn vào màn hình chúng thấy rằng là sau khi một ngày á, ngay cái ngày hôm đó nè, là chúng ta đã có cái góc nhọn ở đây rồi. Và ngày hôm thứ nhì á, là chúng thấy là nó giống như nó lành này. Hết sưng lên cái nướu. Và trong vòng hai tuần nhìn nó giống như răng thường. Nhưng cái quan trọng là dù cho nó đẹp cách mấy, mình phải cứ nhắc nhở nhân hoài là dù cho đẹp cách mấy, mình không muốn cái người bệnh nhân nhai, đừng bao giờ cắn một cái gì á, dù cho một cái thịt mềm cũng vậy. Và cũng vì vậy mà phía trước này, nếu quý vị nhìn kỹ á, lúc nào thì cũng mài để cho cái răng này nó đụng rất là nhẹ ở phía trước, để có dần như không đụng nữa, để mình giữ cho nó trong vòng ít nhất là phải 4 tháng không có cái gì làm cho cái răng nó bật ra ngoài hoặc là di dịch cái vị trí của cái răng đó, của cái implant đó. Mà thường thường khi mà trồng răng đó, anh có cần phải gây mê không hay chỉ cần thuốc tê là đủ? Không, chỉ cần thuốc tê là đủ. Tại vì thật sự mình muốn cái người bệnh nhân há mồm ra, đóng mồm lại, chụp hình. Mình muốn họ đi coi cái CAT scan này nọ. Thì mình không muốn cho người ta có một cái sự thật sự không có đau. Implant làm thật sự là thuộc phần lớn là không đau. Bây giờ hình ảnh trước khi làm của người nhân thứ nhì, nhìn vào hình rất là nhanh thì sẽ đi qua rất là nhiều case với quý vị vì thời giờ có hẹn. Thì chúng ta thấy rằng cái người này người Mỹ vào thì họ mất cái răng rất là xa. Và vì vậy nhưng mình nhìn và mình biết là cái răng trước này nè, cái khớp nhai không có đúng. Vì ở dưới nó bị hở ra. Ở hở này thì phải nhô ra phía trước. Khi nhô trước thì nó đập cái răng này, nó đập luôn ra bên cạnh luôn, vậy hai cái răng đều hở đó thì khoảng cách này rất là xa. Một người như vậy mình phải nhìn vào kích thước liền. Thì răng bên cạnh nó chỉ có chừng này thôi. Thì mình nhìn thì cái răng tạm nó cũng giống như vậy, chúng thấy có kẻ hở như này. Mình hỏi liền là ô trước đây là khi mà anh trước khi anh mất á, cái răng bị hở phải không? Nó đúng y dốc hở. Khi hở như vậy thì thức ăn nhét vào. Vì vậy mà ông bị mất luôn cái mũi nhọn của cái
cái nướu. Thì đầu tiên là chúng ta dùng cái máy, chúng tách xương như máy piezo nha. Xong rồi định xác định cái góc độ mà đi chìa ra ngoài của cái răng. Tại vì ở phía dưới nó chìa ra ngoài, ở trên phải chìa theo. Xong rồi định nâng cái xương ra cho đủ cái kích thước, xong đặt vào cái implant. Xong sau đó mình định luôn đặt cái chủ xứ và vặn cho nó đúng cái lực vặn. Đây ngay đây là cái lực vặn mình để đó ha, mình khi mình tự động nó gãy đi á, mình set ở 25 cm ở đây thì coi như cái vực vặn nó đủ. Thế là mình lấy mẫu làm chụp răng. Rồi mình pack core là mình lấy cái dây mình chạy để đừng có chảy máu. Xong mình gắn cái răng sứ vào cùng một ngày. Thì chúng ta nhìn thấy nãy rõ ràng định đo thì quý vị thấy có kẽ hở ở đây thì tại sao mất, tại vì định chám răng liền. Tại vì mình định nhìn thấy mình thiếu như vậy á, thì định phải chám cái răng này để nó bự ra, để cuối cùng răng sứ mình vô á, nó khít được cái kẽ hở này. Và định lưu ý quý vị, nếu chúng ta để cái hở này, hai cái mà hở với nhau á, thì cái mũi nhọn nó không bao giờ lên được. Vậy thì theo ông Glickman là nếu mà từ cái contact, từ hai cho đụng với nhau tới cái xương này nè, nếu mà nó dưới 6 mm á, nếu mà nó trên 6-7 mm á, thì tự nhiên cái lỗ đen nó sẽ xảy ra. Vì vậy định muốn chám cái lỗ đó lại thì hai cái này phải tựa với nhau, và từ khoảng cách từ cái chỗ chạm này tới cái đầu xương crest này là nó phải xa nhau, nó dưới 6 mm. Nghĩa là anh phải làm một cái răng giả nó lớn hơn cái răng giả cũng lớn hơn thủy. Mà mình cũng chám cái răng nguyên thủy bên cạnh lớn hơn để mình tạo ra một cái sự tương đối về kích thước. Thì thấy nụ cười hoàn tất, thì tuy là ở dưới này á, quý vị thấy là nó hở đây nè. Thì quý vị hiểu là người bệnh nhân này á, định offer lúc đầu thì nói là bây giờ the best là mình cắn cái implant vô. Xong dùng niềng để niềng cái dưới này cho nó vô. Rồi mình niềng trên này, chỉ niềng 6 cái thôi cho nó vô. Thì cái kích thước lúc đó mình không cần phải chám răng này. Thì cái nó sẽ kích thước nó hoàn toàn. Và thứ nhì là cái răng nó không phải cần phải chìa ra xa như vậy. Nhưng mà ông nó không, ông không muốn đeo niềng thì mình chỉ có cách đó mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng nhìn vào cái CAT scan á, để khảo nghiệm, nó thấy rằng cái răng mình để rất là dài. Có cái bờ răng bờ xương này, cái bờ xương bên đây và cái góc độ đi ra ngoài rất thích hợp theo cái khớp cắn của chúng ta. Thì khá một ngày, thấy trong vòng một ngày thôi thấy nó lành rất là đẹp. Trong vòng một tuần thì cái chỗ này nó bắt đầu nó có cái sưng, nó muốn đẩy cái gì ra đó. Xong rồi 2 tuần là sưng. Xong 4 tuần thì chúng ta thấy rằng là 5 tuần thì chúng ta thấy rằng những cái case này chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta cứ phải tái khám hoài và giữ như vậy cho tới 4 tháng sau tự nhiên nó cứng lại. Cái quan trọng nhất là mình phải tái khám người ta, mình kiểm soát rất là nhiều về vấn đề mà làm cấp tốc. Nhưng mà có trường hợp nào nó bị sưng lại không anh? Là không phải một khi ra. Mà tại sao nó sưng trong vòng 3 ngày á, thì mạch máu bắt đầu nó chen vô cái chỗ mình làm implant, nó mang theo những cái tế bào sơ sinh mà nó không phải là nó chưa phân tính. Những cái tế bào này không có phải là xương mà cũng không phải là thịt mà cũng phải là gì cả. Rồi ở đó nó mới xác định cái môi trường xung quanh để nó nói ồ tôi cần phải thành xương, thì nó bắt đầu nó phân tính. Thì nó là rồi nó phân tính xong rồi phải bám vào cái implant. Nó bám vào implant xong rồi nó mới trưởng thành. Thì cái quan trọng là phải đi qua nhiều cái chu kỳ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên thì trong vòng 7 ngày đầu á thì máu nó mới dẫn máu trắng, rồi mấy cái kháng thể ví dụ như neutrophil macrophage, những cái chất đề kháng trong cơ thể chúng ta đi theo máu nó lên cái chỗ làm implant để nó coi cái nó là cái gì. Tại vì implant là một cái vật lạ chứ không phải vật của mình. Rồi nó coi luôn cái xương mình ghép cho nó ra thế nào, nó coi nó tìm hiểu. Thì vì vậy nó phải sưng, nó sưng thì nó phải thoát cái chỗ để thoát cái nước sưng ra. Thì cái chỗ đó là cái chỗ này, thì hiện giờ chúng ta là nằm ở đây. Như vậy nó trong vòng chừng 4 tuần sau á, nó đứng nó hoài, nó đánh hoài đến nó thấy ok, cái này chắc là ok, không có gì cả, thì nó bắt đầu rút đi như vậy thôi. Nghĩa là trong thời gian 4 tuần đó người bệnh có phải gọi là uống trụ sinh hay gì để định nghĩ cho... Cái quan trọng nhất là uống trụ sinh lúc 2 tuần đầu. Và cái quan trọng thứ nhì là phải kiểm soát cái sưng để đừng có để cho cái chỉ chúng ta bị toạc ra. Như hồi xưa là cái thời định làm là năm 2004 thì lúc đó định không có máy laser, định không có cái low level laser để biostimulation, định không có máy NDAC. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà định nhìn thấy vậy cái gì, định chỉ đưa laser vô, định dùng biostimulation, định dùng cái low level laser therapy, định thế làm cho nó hết sưng trong vòng chỉ có chừng có 3 lần hẹn trong một tuần, là tự nhiên cái chuyện nó không có là vấn đề nữa. Như vậy thì cái rủi ro mà trồng răng cấp tốc cũng không có nhiều đúng không anh? Cũng không có nhiều, đối định không có nhiều, nhưng có một cái định không thích là mình chỉ làm cho cái chỗ đó thôi. Như định rất là nhiều khi mình làm răng cấp tốc á, là mình dùng cái răng của mình còn lại của mình để mình bảo vệ cái răng implant của mình. Trong khi định dùng cái làm implant mà cho kiểu cơ bản á, là rất nhiều lúc định dùng, sau này định sẽ cho những coi những cái rất là khó, mình dùng cái răng implant của mình để mình bảo vệ cho những răng còn lại, nó đi ngược lại. Có nghĩa là khi làm cấp tốc á, mình phải dùng những răng còn lại của mình để mình bảo vệ cho cái implant của mình.
đừng có bị hư. Nhưng mà khi mà mình làm răng căn bản á, là mình dùng cái implant làm cái lực nhai chống lên để bảo vệ cho những răng còn lại, để chữa lành những răng còn lại. Đó. Thì bây giờ thêm một trường hợp nào cấp tốc là như cái chú này ở phía trước, thật sự là cái cầu càng ngày cái xương nó càng teo lại, nếu mà nhìn từ trên xuống chỗ nó lõm vô thì tại từ lõm vô thì thức ăn nhét vô, thì từ cứ phải ăn là cứ phải cái lưỡi cứ móc ra ngoài, thì khi mình cắt nó ra thì cái chỗ nó bị lở loét. Này là vì chỉnh rửa rồi thì nó nhìn thấy nó sạch hơn. Đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng tiếp từng tiếp tốn năm xương, rồi chúng ta đặt trụ sứ, rồi chúng ta xác định lực vạc, rồi mài trụ làm chụp răng giống như thường, rồi nên làm cái implant vô. Thì nhìn nó giống như vậy, nhưng mà khi nó lành rồi đó, một ngày sau thấy nó từ từ nhìn vô là định biết nó tốt rồi, nó không có gì để định sợ chứ. Rồi từ từ khi 4 tuần bắt đầu cái nướu nó chạy xuống chú, để cho nó đều, tức là cái thành ra cái nụ cười của chú. Thì bây giờ là chú bình thường như thường. Là thay vì mình lúc nào mình cũng phải sợ là cái vì mình không có răng thì cái chân cầu lúc nào cũng bị teo, bây giờ nó hết bị như vậy luôn, thì nó giữ vậy luôn. Và chú này chú floss vẫn như thường, chú không phải sợ phải xỏ chỉ, nó đỡ tốn công hơn nhiều. Rồi một cái case thứ ba là chúng thấy rằng là cái quan trọng nữa là cái bác này ở bên Alabama, bác bay qua thì bác nói với định là bác không có muốn cái răng sứ, thì cái chỗ này nó làm hư răng bên cạnh và bác floss không có được, nó rất khó chịu, rất là ngứa. Nhìn kỹ vào chúng thấy là cái răng này bằng sắt. Thì nếu khi bằng sắt như vậy thì nó rất là đục, nó không có trong bằng răng bên cạnh, và vì vậy cái chỗ này nó rất là bị sâu, ở bên này cũng có thể bị sâu nếu mà chúng ta không coi chừng. Thì vì vậy chúng ta phải lấy nó ra, CT scan nhìn thấy cái góc độ của cái răng này nó xéo như vậy nè, nó gãy rồi, cái răng này bị gãy rồi, thấy không? Thì coi như mình sẽ mất răng này trong tương lai. Thì đầu tiên định nhổ răng, như định nói đó, nhổ răng quan trọng là một răng cấp tốc, là mình giữ cho cái xương đừng bị bể, đừng xương bị hư, giữ cho nó không bao giờ mà bị một cái gì cả. Thì mình nhổ rất là gọn đó. Và sau khi nhổ có cách nhiều, nhổ dùng máy piezo, dùng parasteel elevator, có những cái tool mà rất là precise, rất là chính xác để mình nhổ, mà mình không có làm cho cái núi bị rách, đừng có làm cho cái xương bị dập, đừng có làm cho cái xương bị bể, thì cái sự lành lặn của cái implant cấp tốc nó dễ dàng hơn. Thì đây chúng ta là nong cái xương ra, rồi chúng ta đặt cái lúc nào được cũng ghép xương cả. Cái này không gọi là ghép, mình chỉ bỏ xương vô để nó fill in những cái chỗ mà nó không có hoàn hảo cho cái kích thước của implant của mình. Và sau đó định siết lại và đặt lấy mẫu làm chụp răng, định gắn răng sứ vào. Thì nhìn vào răng sứ như thế là rất là trong, tuy là mình mới làm nó không khác răng bên cạnh cả. Nhưng quan trọng nhất là cái nú, vì đó tại sao mình phải làm cái cấp tốc, tại sao khi mình giật nó ra vậy á, cái nú này thường thường nếu mình để 6 tháng sau có thể nó chìm xuống, nó hạ xuống, đâm ra mình có cái lỗ ở đây. Bây giờ mình làm liền thì nó lúc nào cũng nằm ở đây luôn. Đó là tái khám thế, chỉ nó lành rất là đẹp đó. Thì mình đi từ một cái răng đục như vậy cho đến răng trong như vậy, thì nó rất quan trọng là mình giữ cho nó răng nó không có đục, và trong vòng từ 4-6 tháng để mình có một cái kết quả hoàn hảo. Thì mình so sánh phim quang tuyến, anh chị đi từ một cái răng nó bị hở ở đây, nó gần như gần rớt ra, và trong tương lai thế nào cũng rớt ra, đi tới một cái implant dài, đi cắm sâu xuống, đi theo cái chiều của cái xương và đi theo cái góc độ y chang như cái dưới mình muốn. Thì đó, thì chúng ta thấy rằng là vấn đề là làm răng cấp tốc á, cái quan trọng nhất định tóm tắt lại á, là đầu tiên là chúng ta phải có một cái người bệnh nhân mà răng tương đối là sạch. Nếu mà người bệnh nhân bước vô mà cái nú họ chảy máu rất là nhiều, răng cái nú nhìn cái màu sắc bị thâm hoặc nó bị sưng, hoặc là chú thấy răng bên cạnh nó lung lay rất là nhiều, và xương nó cũng mất hết, thì cái người đó không thể nào mà có thể làm cấp tốc được. Cái điều thứ nhì chúng ta thấy rằng khi mà người bệnh nhân bước vào cái răng bị bể á, câu hỏi đầu tiên là tại sao răng họ bị bể? Tại vì mình không muốn đặt cái implant vô, rồi sau này cái khớp nhai làm cho bể cái răng đầu tiên, nó sẽ làm hư cái implant thứ nhì. Đừng có để mà bổn cũ soạn lại, đừng có đi theo cái vết chân mà thất bại của cái người đó. Cái thứ ba chúng thấy rằng khi mà nhổ răng á, tôi phải nhổ thật là gọn, thật là khéo. Có rất nhiều người khi họ nhổ răng á, họ không nhìn thấy được cái cách mà cái mẫu răng nó nằm trong xương. Họ đi họ nảy họ rồi nó làm bể cái xương, hoặc là họ làm dập cái nú. Và vì vậy khi mà nó lành rồi nó lòi cái implant ra ngoài, nếu mình làm cấp tốc mà nó lòi ra mà nó xấu xí thì người bệnh nhân đâu có thích. Bởi vậy rất là quan trọng vấn đề làm implant cấp tốc là mình phải coi cái người bệnh nhân đó, thứ nhất họ có đủ kỷ luật để họ giữ cái chỗ đó không nhai từ 4-6 tháng hay không, thứ nhì họ có chịu được cái sự mà gọi là dù gì đến họ không có được even đụng với cái răng đó hay không. Cái thứ ba, họ có chịu lấy cái Q-tip và giữ răng thiệt sạch, họ có chịu theo dõi răng nó theo ý mình muốn hay không. Thứ tư, họ phải vô họ tái khám với mình một tuần, một ngày, một tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần,
rồi tới 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Nên nó rất là quan trọng, mình phải đi theo. Đi theo vậy, mà khi đến tới 4 tháng này mình sẽ nụ cười nhẹ nhõm là rồi xong rồi. Coi như mình hết hết sợ. Định làm hồi năm 2003 cho tới 2006 á, thì làm rất nhiều cấp tốc. Vì lúc đó nó có một số tài liệu ra ngoài về research. Họ nói là cái cấp tốc làm rất là nhanh, rất tốt, rất đẹp. Nhưng sau này Định hiểu ra được rồi là cái cấp tốc á, nó chỉ tốt khi nào một cái người á, họ có răng, họ đi ra ngoài họ té, họ gãy răng đó, hoặc là bị accident gì. Nhưng mà nếu một người mà họ vô mà cái họ nói cái răng này từ từ lung lay nó hư á, có nghĩa là khớp nhai họ sai. Một trước tiên là mình muốn sửa khớp nhai cho thiệt đúng, để cho cái góc độ, tại vì cái implant không bao giờ nó mu được nữa. Mình không thể nào làm niềng để kéo cái implant vô ra. Vì vậy mình muốn kéo những răng còn lại cho đúng vị trí, rồi vì vậy cái implant nó sẽ đặt vô cho đúng vị trí, và nhờ vậy cái miệng nó rất là hoàn hảo và thành công hơn. Thì có những case mà người ta bay từ out state, có những bệnh case mà định làm rất là công phu, mà từ từ định kéo cái hàm răng đi từ rất là lung lay, rất là nhìn tưởng là người này sẽ đeo răng giả, cho định kéo dịnh ngược lại, dùng implant, dùng niềng răng, dùng crown, và cuối cùng cái khớp nhai họ rất là chính xác, rất là đúng kích thước, nụ cười rất là đẹp, và định có phải dám bảo đảm rằng người đó không bao giờ mất răng cho suốt cuộc đời. Vâng, cảm ơn nha sĩ Phùng Xuân Đình. Vâng, kính thưa quý vị, thì chúng ta hầu như ai cũng khoái gọi là đi, không phải đi đến gọi là làm một cái răng mà phải đi nhiều lần, làm nhiều lần, chờ đợi, rồi phải mang răng giả. Tất nhiên cái kiểu mà trồng răng cấp tốc thì là một điều rất là thuận tiện, nhưng mà nha sĩ Định nói rằng như quý vị đã nghe đó, là không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương cách mà trồng răng cấp tốc, bởi vì đôi lúc vì muốn đi quá nhanh, đúng không anh, thì sẽ đưa đến những cái hậu quả mà đôi lúc càng làm mất thời gian hơn về sau, và về cả mất thêm tiền nhiều hơn nữa nếu mà bị làm hư rồi phải làm lại, đúng không? Không, cái quan trọng thật sự, tại vì định warranty cái implant định cho người ta, nếu mà hư để làm lại không lấy tiền. Nhưng cái quan trọng định muốn hỏi mọi người là mình đi chữa răng nó có 3 cái level. Mình có muốn chữa cho những cái răng còn lại của mình không bao giờ mất hay không? Mình có muốn chữa cho những cái răng mình của mình còn lại nó giữ cho tới chết hay không? Và mình muốn chữa để khi những cái răng mới mình bỏ vô nó cũng cùng một những còn lại giữ tới chết hay không? Đó là cái mà định muốn chữa răng người ta. Còn thật sự cái làm răng cấp tốc á, là mình chỉ có thay thế cái răng mình mất thôi. Người ta vô, người ta mất răng cửa, mình làm lại cái răng cửa cho người ta. Nhưng mình không cần biết những răng đằng kia nó ra thế nào. Mình người ta vô, người ta mất một cái răng, mình thay thế một cái răng, một đổi một hết rồi. Trong khi cái chữa cái làm răng liềm lên căn bản á, là chúng ta về vấn đề tái tạo răng hàm mặt. Chúng ta chữa lành những cái răng mà chúng ta đang cần phải chữa lành. Chúng ta giữ lại những răng mà chúng ta chưa mất, và cuối cùng chúng ta đặt vào những răng đã mất rồi. Và cùng nguyên cả những hàm răng đó hỗn hợp 3 loại, và những loại đó nó sẽ giữ nhau suốt cuộc đời, và từ từ nó cảm thấy ăn ngon, giữ rất vững vàng mà lại không tốn tiền. Vâng, cảm ơn anh Định. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình nha khoa của nha sĩ Bùi Xuân Định cũng hết giờ rồi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nha khoa lần sau, và có lẽ là anh sẽ nói chi tiết thêm về những cái trồng răng cơ bản cũng như những cái lợi ích khi mà quý vị là chọn cái cách làm trồng răng cơ bản thay vì cắt tóc. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị.